thành phố Vinh 180 km, tương đương là địa danh không dễ bỏ qua nếu bạn muốn khám phá miền Tây xứ Nghệ. Và tôi quyết định tới thăm mảnh đất vùng cao này. Anh ơi, theo như em biết thì là hình như là vào những tháng này thì là người dân tộc Thái ở nơi đấy, ở các vùng trên này, người ta có cái phong tục cơm bưởi phải không anh? Tháng năm là từ đến tầm khoảng tháng 10 âm lịch, sau vụ mùa của một năm là người Thái sẽ tổ chức làm lễ cúng cơm. Với tôi thì Tương Dương có một vẻ đẹp rất là hấp dẫn. Và theo lời mời của một người bạn thì hôm nay tôi đang trên đường lên Tương Dương và sẽ theo người bạn để tìm hiểu cái phong tục về của dân người dân tộc Thái ở đây, đó là cái phong tục làm lễ cơm mới. Tôi đang đứng tại cánh rừng Sắc Lẻ, một khu rừng tự nhiên rất đẹp của huyện Tương Dương. Wow, thật là tuyệt vời. Chào chào các bạn ạ. Bữa nay là dân bản nhà em có làm một cái lễ mừng cơm mới. À, có phải là cái lễ hôm trước mà em đã nói với anh đấy không? Dạ đúng rồi, thì lát nữa em với mọi người sẽ đi làm cái lễ mừng cơm mới đó, thì mời anh tham gia cùng. Đồng bào Thái xứ Nghệ thường tổ chức lễ cúng cơm mới vào tháng 10, tháng 11 khi vụ gặt đã xong. Việc rước thần lúa từ nương rẫy về nhà được tiến hành sau khi hết vụ gặt. Tôi tìm về một gia đình người dân tộc Thái ở bản Nhẫn, xã Thạch Giám. Chào bác Lan. Rồi, chào hai cháu. Như là nhà bà có phong tục làm xôi mới, nên là mời hai cháu là đến dự bữa cơm xôi mới với gia đình cho vui. Dạ. Bà ơi, cho cháu làm thử với bác. Bây giờ làm như thế nào bác? Dư lấy thịt để đóng để trong bát nên cho biết chưng nó đổ vô đấy này. Đây. À, đây cháu lấy cái này ạ. Ừ, cháu đúng coi, không phải làm nó rửa. Đúng như thế nào bà ơi? Này, làm nó đi này. Ui dồi, sao con tôi nó xấu thế này? Chắc là gọi như thế này thì khó mà đạt tiêu chuẩn làm rỉnh cái thải được bác ạ. Cái này học được mà. Hôm nay, gia đình ông Lương Xuân Tình bận rộn làm lễ cúng cơm mới. Không thể thiếu những lễ vật như xôi, gà, món mọc, cá nướng, tạo nên văn hóa ẩm thực của người Thái. Chúng tôi cảm nhận rõ sự thành kính của gia chủ, người dân trong bản với nghi lễ này. Tất cả háo hức chờ đợi, người tò mò nhất vẫn là tôi, một du khách đến từ phương xa. Vậy là mâm cúng đã chuẩn bị xong, lát nữa chúng tôi sẽ chơi đến giờ lành và sẽ tiến hành nghi thức cúng cơm mới. Anh cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy là trong mâm này thì các món đều rất là ngon và anh cũng đang rất háo hức để chờ đợi lễ cúng cơm mới. Vậy thì các bạn hãy cùng chờ đón lễ cúng cơm mới sẽ diễn ra như thế nào nhé. Lễ cúng cơm mới thường bắt đầu vào buổi chiều tối, nghĩa là lúc mọi người đã đi làm về, cần được nghỉ ngơi. Quan niệm giờ lành tháng lành cũng thể hiện một cách tính lịch độc đáo rất riêng của người Thái xứ Nghệ. Đất lúa đây đấy, lúa đây đấy. Để đây. Đây, mâm cơm đặt vào. Ma kiến huốc cái ca na cái nhở tô ngam, kiến tăng tập dù nơ kiến tăng tớ dù tổng say ngông nhanh cắm mặt săn lắng. Có cả khó mươi, đâm bảng lang khăm đâm cuồng san quản cuồng hồng đâm nó hồng trong súng. Mưa đi văn sọt mưa bọt văn ngam mưa ngam nham đi. Lực lán cả nhang và phải âu khâu màu khâu mở ma hạ hươn hạ giáo. Cả khâm đầy ma vẻ hầu pa khâu ma chầu hầu pa lênh ta ngay. Phượng ngai mê mãi phượng lênh mê mòn và chè leo ma kín
khâu mười khâu mắn. Cháu có một thắc mắc là tại sao là dân tộc Thái chúng ta thì lễ cúng mừng cơm mới thì thường tổ chức vào buổi chiều tối mà không phải là vào các buổi sáng hay buổi trưa như các dân tộc khác ạ? Là vì ban ngày là người ta quan niệm là nó không bằng là buổi tối, đó là ma nó hoạt động ban đêm. Cho nên là thông thường mà cúng ban đêm là nó khớt hơn. Còn là buổi trưa là không được. Bà có thể cho cháu biết được là trong mâm cỗ của ta thì là có món nào là đặc sắc nhất của dân tộc Thái ta không ạ? Mâm mà để mà cúng cơm mới là có nhiều món, nhưng mà đặc sản nhất là món là gọi là mộc, không có là nhiều thành phần, nhiều gia vị vào đó. Hai là cá nướng, thông thường ở trên như người ta cúng ma với các thứ cũng hay là nướng cá. Người Thái cho rằng tổ tiên của họ vốn gắn bó với nghề săn bắn, chăn nuôi chưa phát triển. Vì thế món mọc ra đời như là một sự gợi nhớ đến tổ tiên, đến nghề săn bắt thú rừng. Sau món mọc còn có cá nướng, xôi, gà mới hình thành nên lễ cúng cơm mới. Rượu này nồng thật đấy. Anh cảm giác như thế nào? Nó rất nồng và cảm giác rất là dễ say. Khi lễ cúng đã xong, cũng là lúc mọi người hòa chung niềm vui của gia chủ. Niềm vui cứ thế diễn ra thâu đêm. Sáng năm được nhiều lúa mới hơn. Cháu ăn thử đi, ăn thử món mọc dân tộc ta đi. Dạ. Thật là ngon mà Trúc Quyên ạ. Em cảm nhận cái vị của nó như thế nào? Nó rất là mềm và có vị dẻo của nếp, cũng như là cảm giác vị trộn lẫn là cả hương vị là rất là rõ ràng và nó quyện lại trong một món này, nó thật sự là ngon. Mình cảm thấy là cái lễ cơm mới này rất là ấn tượng và độc đáo. Thì qua đây là mình cảm thấy là yêu thêm cái nét văn hóa của người dân tộc Thái, cũng như là yêu quê hương xứ nghệ của mình. Tương Dương thì còn rất nhiều các nét đặc sắc khác. Thì nếu như mà anh cũng như các bạn mà có điều kiện thì hãy về thăm với mảnh đất Tương Dương.